Thưa các đồng chí và quý vị, trong tuần qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ tiễn 383 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2023 trở về các địa phương trong tỉnh. Ngày lên đường nhập ngũ, đa phần các chiến sĩ đều trong tâm trạng hồi hộp, lo âu, thì ngày rời quân ngũ, họ lại đang xen nhiều cảm xúc. Bởi sau 2 năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ là những kỷ niệm không thể nào quên trong ký ức thanh xuân của những chàng trai đôi mươi đầy sức sống và hoài bão. Không khí ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa rộn ràng hơn trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Những quân nhân trẻ sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự đang chia tay đơn vị và đồng đội để trở về với gia đình quê hương. Cầm trên tay những món quà mà đơn vị trao tặng đầy những kỷ niệm, tâm trạng các bạn trẻ háo hức, xen lẫn chút bồi hồi. Và ai cũng tự hứa với bản thân, những tình cảm, kỷ niệm, những nếp sinh hoạt và phong cách tốt đẹp của người quân nhân sẽ còn lưu mãi trong tâm trí lẫn hành động của nhiều người. Chúng em là những người xa lạ với nhau, nhưng mà khi đi thì chúng em coi nhau như là anh em, và đơn vị thì chúng em coi là nhà, ngôi nhà thứ hai của mình. Cái cảm xúc của em là vui buồn lẫn lộn. Ví dụ vui thì mình sắp được đoàn tụ với gia đình, nhưng mà buồn thì mình sắp xa anh em. Chia tay đơn vị, trở về địa phương, các thanh niên nhận được sự đón tiếp trang trọng, chú đáo của các cấp chính quyền, đoàn thể. Trong đợt này, huyện Xuyên Mộc đón 219 quân nhân trở về từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Quân chủng Hải quân, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Quân khu 7 và Trường bắn Quốc gia khu vực 3. Trong thời gian tại ngũ, có nhiều quân nhân là chiến sĩ tiên tiến, hai quân nhân dinh dự được kết nạp đảng. Rất nhiều cảm xúc trong ngày xuất ngũ. Nhưng cảm nhận sâu sắc nhất của chúng tôi khi tiếp xúc với các bạn trẻ sau 2 năm tại ngũ, đó là sự vững vàng, chín chắn của người được trui rèn trong môi trường quân ngũ. Hôm nay khi em xuất ngũ là em cảm thấy tự tin hơn về con đường của mình sau này bước tiếp. Trong 2 năm tôi tích lũy rất là nhiều kinh nghiệm về hành trang cho mình để ra đời sống sau này. Trở về địa phương, tất cả các bạn trẻ đều ấp ủ cho mình nhiều dự định. Có người sẽ lập nghiệp trên chính quê hương mình, có người sẽ tiếp tục con đường học vấn, có người lại nuôi ước mơ trở thành sĩ quan dự bị để tiếp tục hành trình binh nghiệp. Ước mơ hoài bão của em là về địa phương, sẽ cống hiến hết mình cho địa phương và sẽ tình nguyện đăng ký vào dự đội dự bị động viên để sau này kiểu động viên các em bộ đội. Sau 2 năm rèn luyện tại các đơn vị quân đội trong và ngoài tỉnh, 100% quân nhân Bà Rịa Vũng Tàu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để rèn luyện, huấn luyện, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Nhằm động viên quân nhân xuất ngũ trở về quê hương vui đón Tết, công tác chăm lo chính sách cho quân nhân xuất ngũ đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương thực hiện chu đáo. Ngoài chế độ trợ cấp của quân nhân xuất ngũ, mỗi quân nhân là trên 20 triệu đồng. Chuẩn bị đón Tết Xuân Quý Mão năm 23 thì cơ quan thường trực đã tham mưu đề xuất với thành ủy, ủy ban tặng quà Tết cho mỗi quân nhân là 1 triệu đồng và đón nhận quân nhân xuất ngũ mỗi quân nhân là 500, phần quà riêng của tỉnh là 500.000 đồng và của thành phố cũng tương đương với tỉnh. Trưởng thành về nhận thức lẫn lối sống, trở về với đời thường sau 2 năm trong quân ngũ, những cựu quân nhân trẻ được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng, phát triển quê hương Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng giàu mạnh.